Tết năm rồi mọi người về nhà đông đủ vui quá anh ha. Đúng rồi em, lâu lắm rồi mới đông đủ như vậy luôn á. Thì anh nghĩ năm nay anh sẽ luyện cái món cơm gà để đãi mọi người mới được. Cùng mình làm món cơm gà Hải Nam nha. Nhà của vợ chồng Gia Heo thì gần nhà bố mẹ, nên năm nào chúng tôi cũng ở nhà sớm nhất trong các anh chị. Vợ chồng chúng tôi thường sẽ nấu món cơm gà để đợi mọi người về. Thường là 28 là mọi người có mặt đông đủ rồi đó. Nhắc tới cái con gà thì mẹ tôi là có cái tài bắt gà rất là siêu luôn nha. Gà này nhà tôi nuôi thả vườn nên thịt rất là dai. Mọi người hay nói đùa rằng gà này là gà lực sĩ nè, phải nấu rất là lâu thì nó mới mềm, nhưng mà ăn thì lại cực kỳ ngon. Và giờ bạn nào là fan của gà xé thì hết nước chấm luôn. Đây, cái nồi cơm này năm ngoái tôi có mua cho mẹ nè. Chức năng được cài sẵn rất là đơn giản, tiếng Việt dễ dùng. Mua cho các cụ thì như vậy là hợp lý rồi. Nói thế chứ năm nay kinh tế khó khăn, anh chị em trong nhà phải đi bôn ba khắp tứ phương để tìm kiếm cho mình một cơ hội nào đó. Có người thành công, nhưng mà cũng có người thất thế. Nhưng mà nè, cuối cùng chúng ta vẫn là một người trong gia đình, và chúng ta sẽ luôn cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống bên mâm cơm của gia đình chúng ta. Nói một hồi thì cơm chín rồi nè. Mọi người thấy hạt cơm tơi ngon không? Khi mà chọn nồi cơm điện thì chúng ta cần lưu ý tới công suất phải cao để cho hạt cơm chín đều như thế này. Bây giờ sức khỏe của gia đình là cực kỳ quan trọng các bạn. Mình cẩn thận chọn loại chống dính tốt để an toàn cho sức khỏe ngang. Về nhà là nơi bình yên, nơi giải bày những niềm vui và nỗi buồn. Và Giao Heo nấu cái món cơm gà này vì bản thân của tôi biết rằng chắc chắn mẹ tôi sẽ kể cái câu chuyện về đàn gà. Gà mẹ lúc nào cũng ấp ủ bảo vệ đàn con dưới cánh của nó, cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu chăng nữa vẫn yêu thương chúng ta như lúc chúng ta còn nhỏ vậy. Giao Heo mong rằng Tết này các bạn có thể về nhà bên gia đình để có thể lắng nghe, chia sẻ và yêu thương nhé.